mấy hôm mà sau đó là giác ngộ được rồi. Ngộ rồi xuống tóc luôn mọi người. Đó, thật là xúc động luôn ha. Xuống tóc này là em tự mình xuống. Em tự mình xuống tóc luôn mọi người. Không có liên quan gì tới lại một nhau niệm Phật. Mọi người niệm Phật nha. Xuống tóc chú ý cái điều này. Cái này em này là tự nguyện, không liên quan tới bệnh tại, để cộng để những cái người tu kia người ta sẽ nói là không có được nha. Cho nên em chia sẻ cho nó đúng cái thông tin. Ok, tôi có nói rồi. Thì em trai này em trai này tự anh đi theo thầy rồi xuống tóc luôn mọi người, cũng như là em đã giác ngộ được điều gì, em đã xuống tóc luôn. Đó, bà con bây giờ ta đang niệm Phật rất là nhiều nha. Em trai đã khóc luôn. Em trai đã khóc luôn mọi người. Khóc luôn rồi. Em trai đã khóc luôn nha. Đây này, làm ơi. Đây. Cho lui ra cái chỗ kia khó sẵn này. Cố thuộc cái đấy mới chạy khó sẵn này, không chạy được đó. Em trai đã khóc luôn nha mọi người. Anh trai mới đi có mấy ngày thôi, tự nhiên nha gieo duyên đó thì được cái gì đó thì em trai đã cấp luôn. Em cảm ơn anh Quân My nha, em được đồ máy cảm ơn anh rất là nhiều. Em đồng ý giờ tâm lý đã tặng cho em được hai lần rồi. Tự nhiên em trai này mới đi theo thầy cũng mấy bữa nay. Đó, em trai này không có liên quan tới em này đâu, đừng có quá sợ. Quá sợ hình như chưa được. Tự nguyện em trai đi theo thầy nha. Bà con ở ngoài thì niệm Phật rất là nhiều. Thì từ miền Nam em chạy xe ô tô ra tới ở đây công ty, đây là cái nhà một kim, đó là một ngàn mấy cây số luôn rồi, để ra đây sửa cho mình xem. Xem nhớ cầu nguyện và Di Đà Phật. Cái em trai này đi mấy ngày nay tự nhiên là xuống tóc luôn mọi người. Cảm ơn anh Tâm My rất là nhiều, thầy đã tặng cho em được hai lần đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy, có chân đây, má thê được đấy ạ. Thank you.
nha, nha, kêu cho mình. Nó không nghe, bảo đứng xa thầy, không được vào gần thầy để giữ cho thầy. Nhìn vô thầy nè, ai đi đâu mà giữ hoài. Mọi người mà bà con đứng đây một tí đâu mà. Mày ông đi ra thì đi để mân một cái hàng rào, ông mân một cái hàng rào đứng xa ra tìm mồ. Ra thì đứa. Đứa cái khoảng đi. Ra đi. Ra thì mọi người đứng xa xa ra đây. Đứng ngoài, đứng ngoài. Mọi người đã xem video của mình không? Vừa đẹp mà lại vừa rồi. Đúng rồi.